Xin chào các bạn. Trong thời gian gần đây có rất là nhiều bạn của Tú cũng như là những người thân quen biết Tú inbox hỏi là Tú ơi, Tú xài cái gì mà hoặc là bí quyết gì mà trước đây Tú rất là mập, Tú tính 55 kg là mà bây giờ hiện tại cái dáng Tú rất là mignon và số ký hiện tại còn 45 kg thôi, rất là tự tin mặc những cái crop top như thế này. Nhìn tất cả đều có bí quyết. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái bí quyết đó về một dòng sản phẩm giảm cân rất là tốt hiện nay nha. Đó là sản phẩm Slim and Fit Plus. Bên trong sẽ có một cái hộp nhỏ thế này. Đây là sản phẩm giảm cân nâng cơ mông đầu tiên tại Việt Nam. Trong cái quá trình mà các bạn giảm cân á thì nó sẽ không hề làm giảm ngực và mông của các bạn, mà ngược lại, trong cái quá trình đó sẽ cảm thấy ngực các bạn nó săn chắc hơn, nhiều khi nó còn to hơn á. Tôi cảm nhận là đi rất là nhiều. Thì ngoài ra nó không hề có các tác dụng phụ như là buồn nôn, chóng mặt hay là mệt mỏi giống như là những cái sản phẩm khác. Xài rất là thích và rất là tuyệt vời. Sự gài thế này tôi bị nghiện luôn, tại vì sản phẩm quá tốt mà lại quá hiệu quả, mà lại làm cho da dẻ hồng hào mịn màng như thế này thì tại sao mà không thích. Mặc dù hiện tại là cái số ký của tôi đã rất là chuẩn rồi, nhưng mà tôi vẫn sử dụng liên tục và duy trì để nó giữ cái số ký hiện tại, nó không cho lên ký lên, tại vì tôi ăn rất là nhiều. Thì tôi sẽ nói sơ về cách sử dụng của nó. Thì một hộp này sẽ có 30 viên, các bạn sẽ uống sau khi ăn sáng, mỗi lần uống là 2 viên, một viên nó tương đương với lại 3 giờ chạy bộ và 2 viên là tương đương với 6 giờ chạy bộ, quá là hiệu quả luôn. Thì hiện tại khi mà các bạn mua một hộp giảm cân như thế này, các bạn sẽ được tặng 10 hộp detox nhị hoa Tây Tạng và kèm một hộp hũ đựng nước detox. Thì cái detox đó các bạn sẽ pha với nước uống và uống chung với lại viên thuốc giảm cân này để đạt được cái hiệu quả tốt nhất và nhanh chóng nhất. Và ngoài ra các bạn còn được tặng thêm một kem tan mỡ bụng để các bạn kết hợp sử dụng luôn, và được tặng một cái kem mặt nạ trị thâm nách bẹn nữa. Mua một mà được tặng 4 thì quá tuyệt vời rồi. Thì các bạn còn chần chờ gì nữa mà không mua ngay sản phẩm giảm cân này. Tú đã rất là tin tưởng sử dụng và sản phẩm này cũng một thời gian rồi nên ngày hôm nay mới dám giới thiệu với mọi người. Thì chúc các bạn cũng như là mọi người có một cái cách giảm cân an toàn.